con, leo nào anh. Leo lên đầu em. À, đây đi hả? Leo lên, leo lên. Đây, ủa này của ai vậy ta? À, em, ủa bay qua anh hả? Em tưởng của anh. Không biết. Bình thường anh hay xây kiểu này nè, nhưng mà này anh đâu xây đâu. Em đi vô trong em thấy ở trong nó rộng á, em tưởng đâu là ở trong là cái gì, tưởng đâu là anh với anh đời hát chuẩn bị xây cái gì mà giấu giấu mọi người chứ. Không biết nữa, để anh hỏi anh nội hát anh có xây không. Ok, còn này là của em nè, anh nhìn nè, tà lơ, thấy giờ. Ui. Đồ, phạm gì vậy ta? Cửa sập anh. Phạm gì chứ? Cửa sập. Cửa sập hả? Rồi, anh chỉ cần bỏ vô trong đây rương su cơ gỗ sồi nha, hiện tại đang farm cửa sập gỗ sồi. Farm xong cửa sập gỗ sồi thì em sẽ đi farm gỗ bạch dương. Nè, anh bỗ mấy cái rương su cơ cửa gỗ ván gỗ đây nè. À rồi, ok. Dưới nó sẽ ra thành, nó sẽ bỏ vô rương su cơ cửa sập đem ra cho anh. Trời ơi, tự động hết luôn hả? Tự động anh. Là không tự động làm chi? Là nó tự động lấy đặt cái rương ra, rồi tự động bỏ đồ vô, rồi nó lấy cái rương lại rồi đem cất luôn. Đúng rồi, anh xuống đây anh coi nè, xuống đây anh coi nè. Ủa? À đồ. Nè anh bấm vào cái máy đang chạy trên đây nè. Bấm vào cái máy đang chạy. Crafter. À ok, thấy. Ôi nhanh dữ vậy. Thử nhanh không anh? Ủa sao nhanh vậy ta? Ấy là bữa anh cũng làm thử cái crafter mà đấu nhanh dữ. À ba đường vô cùng lúc. À ba đường vô cùng lúc mẹ. Sau rồi nó xuống nó sẽ chuyển xuống cái đây nè. Cái này là nó bắn mấy cái đường sugar đây nè, cái máy này nè. Nó bắn mấy đường sugar đây. À. Nó sẽ bắn lên trên đây. Dispenser. Đây, khi nào đầy cái đường sugar thì cái đường sugar nó sẽ tự động đẩy đường sugar vô cái hopper này. Rồi chạy lên trên thôi. À rồi, ok anh hiểu rồi. Đâu. Ủa cái này em tự chế hả? Hả? À, cái máy này có hai máy, một cái máy là đưa đồ vào đường sugar, một cái máy là lót đồ ra. Cái máy đưa đồ vô là em coi trên mạng có máy lót đồ ra là em tự chế. Ôi, não to. Nè. Ghê. Hai máy này suy nghĩ nhanh mà anh, trời ơi. Không, anh ngu lắm, anh ăn cắp không à. Ờ, em có cái máy tương tự y chang cái này bên kia nhưng mà là farm bút, farm sách với là farm kệ sách. Ôi, em cần anh giúp gì không? À, tự động hết rồi anh, giờ anh chỉ cần bay qua bay lại cho mấy cái máy nó hoạt động thôi là được rồi. Bay qua bay lại hả? Đâu, cái máy ở đâu? Máy farm kệ sách nè. À, máy này em không có treo nha, em để cho mọi người bay qua bay lại đó nè. À. sáu su cơ nè. Ok, bên đây là sách. À, để anh xây cái lạng đây cái là có thời gian chắc đầy sớm thôi. À khoan, anh leo đầu đi. Ok. À, bây giờ mình sẽ bay qua bên đây, mình lấy thêm một cái rương su cơ. Anh có rương su cơ đó không? À, không em ơi, anh không tìm thấy, anh cất hết rồi, có gì anh xài hết rồi. À. Để em đi qua đây em lấy một cái rương su cơ gỗ này xong rồi em lên trên kia em cho anh coi cái máy trên kia này Yui với em xây đã lắm. Ui nhưng mà bữa giờ không ai xây này ha. Farm gỗ hả? Farm gỗ này anh. Banh chành rồi, máy này bị xây vừa mới xây xong bị phá banh rồi buồn quá, lười xây lại luôn á. Banh hả? Ủa anh, ủa đâu? Mình đi xây lại mà anh nhỉ? Không, ý là cái máy này nó cũng farm được mà farm chậm thôi. Cái máy bên kia farm nhanh lắm, cái máy bên kia farm chắc phải nhanh gấp 20 lần máy này á, nhưng mà bị hư rồi. Ủa, máy bên đây farm gì anh? Nó cũng farm gỗ luôn á, nhưng mà bị phá rồi. Ủa, hay phá ai ác ôm dữ vậy? Anh không biết nữa, nó bể nước lava chảy lùm la hết, giờ đâu có nhớ được đâu đâu sửa, tại sửa nó chỉ sửa bên ngoài nó hư tuốt bên trong lận. Ồ, tại... bây giờ anh xây lại đi. Không, em thấy á, cái máy này á, em nghĩ chắc là nó không phải là bị ai phá đâu. Mà kiểu bật TNT lên cho nó nổ, xong rồi quên á, xong rồi đi chỗ khác á. Ừ, không, anh cũng nghĩ vậy, chắc là quên là chưa tắt máy á, bỏ đi cái nó hỏng loát á. Lúc nó quay lại cái nó nổ một lần hàng trăm TNT cùng lúc á. Chứ em không nghĩ là có ai vô đây gặn cái mức phá đâu anh. Ủa mà cái máy này farm gỗ gì anh, gỗ địa ngục hả? Gỗ gì cũng được luôn mà. Gỗ địa ngục được mà gỗ thường được, gỗ vân sam rồi gì, gỗ gì cũng được luôn á mà nó nhanh lắm. Ừ, anh sửa lại máy đi anh, em gọi anh tham cho. Ừ mà ba gỗ địa ngục ok quá nè, chắc để sửa lại. Trời mang nó sửa lại. Trời ơi, bé bây giờ phải đi đặt vô trong đây nè, xong rồi em sẽ cho em qua bên kia em cho anh coi cái máy bên kia. Chứ mà chờ ở trong này đúng không? Bây giờ là mình chỉ cần để hành cắm ở đây thôi đúng không anh? À, ủa cái máy này còn được xài mà. Được chưa ta?
Ủa cái này là nhớ mặt phải mặt giáp bao giờ phải vụ nổ hả? Anh không nhớ nữa. Máy này anh Huy xài. Anh ở QH anh xài á. Em chỉ cần đứng đó treo thôi, nó tự động đẩy mình đi qua đi lại á, đứng lên cái cục khói mật ong á. Ồ là phải xếp xuống đúng không? Rồi, giờ em thả ra luôn cũng được, giờ nó tự động đẩy mình qua mà lại mà. Đó vậy nè. Đó. Ồ. Ôi. Mất máu. Ủa sao nó không vô hấp Lỗi gì vậy ta? bơ? Lỗi gì vậy ta? Ừ, chuẩn bị nổ, 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 nổ. Bùm. Bị mất đá đỏ ngay Nó phải đây lỗi hả? anh ơi. Hopper của anh NQH ảnh sai ấy quá. Ồ, tức là mình chỉ cần đặt như thế này, mình đặt liên tục như thế này, xong rồi cho nó nổ. Sốt rồi. Nhưng mà như hết bột xương rồi anh ơi. Nó còn nè. Ồ, là khi mà cái cây nó không phun được nữa là tự động nó dừng phun. À, đù đù mới đù à, là cứ đứng ở đây xong rồi tụi mình sẽ treo tới sáng là được, là đầy. Đúng rồi, À, đù F3T là quăng máy đó đi ngủ thôi. ôi, thế nào là hạt giống ra cũng nhiều rồi nè. Ôi, chưa gì hết em được cộng thêm mấy chục hạt giống rồi nè. Quá ngon. Wow. Ôi, hay quá anh ơi. Làm mấy farm này ok hết nhưng mà cái máy farm kia nghe bảo còn nhanh hơn nữa hả? Đúng rồi, máy farm kia nhanh hơn nhiều. Nhưng mà thôi, để cái gì anh với anh NQH nghiên cứu sửa lại cho. Tại sửa một lần cũng hơi lâu, bữa sửa tới 7-8 tiếng mới xong. Sao chơi gì 7-8 tiếng dữ vậy anh? Tại phải đặt đúng á, nếu mà chỉ đặt theo cái Lemática nó không hoạt động. À em biết rồi, có mấy cái mà đặt ra nó có nó tự kích hoạt cái bít tông đồ á. đúng rồi em biết em biết. Ừ, nên là phải đặt Em đúng làm thứ nó cũng tự. tự kích hoạt rồi, cay lắm cái Lamatica này, nó đặt nhiều khi làm mấy cái máy desktop này nó không có chuẩn nha. Ừ, bữa là anh với anh NQH xây từ dưới lên xong cái nó đẩy tùm lum hết, cái là phải chui vô trong sửa sửa thằng này, nó đẩy đi chỗ khác, sửa thằng kia nó đẩy đi ngược lại nữa, nó sửa lâu lắm. Đây rồi, ở đây gỗ được rồi, anh đi theo em. Em với Ngay Dục Kỳ hôm trước xây bên kia, nó kêu em là phải làm màu mè lắm anh qua là anh biết màu mè cỡ nào. Đó, đó coi màu cỡ nào đây. Nó làm có mấy phong sách thôi mà nó làm mè thề luôn á. Anh Ha coi một cái thôi là anh cảm thấy kiểu thế giới quan của anh kiểu mấy sao này lại xây như này ta. ở trong này hả? Nè anh nhìn nè, trong đây có hai máy, một máy là farm sách, là farm bên đây nó trang máy bên kia của em, nhưng mà máy bên kia của em thì nó tích hợp nhiều thứ hơn. Còn máy bên À đây máy farm 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 máy nè. rồi, phải như vậy mới chịu. Đúng rồi, từ từ để em lên coi coi trên kia nó có cái gì không, mà sao nó ấy dữ vậy. À, Ủa? đây đây bây giờ nha, bên đây nè anh đặt rương su cơ gỗ, nhưng mà phải gỗ sồi sẫm nha anh À, su cơ đó. gỗ sồi sẩm. Đúng rồi, rồi bên đây anh sẽ đặt rương su cơ sách Ok. đó. Đó anh thấy đèn nó chớp không, Thấy thấy. đó là nó bắt là hả là sách là chạy lên là chắc chạy tới lò đèn phải chớp tới đó. Bên đây cũng vậy, đèn phải chớp nữa. Đâu anh nè, bấm cái nút nè, bấm cái nút nè nè, ở trên kia là sách nó lên xong rồi nó chạy vô kia đúng không, bấm cái Ừ. nút nè đó, bắt đầu nè đèn chớp cái nè đó, rồi bắt đầu sách chạy ra đó. Nó phải vậy nó mới chịu anh, phải phải đứng coi sách rồi gỗ phun ra vậy nó mới chịu nè, thấy không. Tự động không chịu. Ừ ý không, ý là dùng hopper không chịu, phải phải vậy nó mới chịu nè, nó kêu vậy hả phải dùng nước vô nó mới ngầu, nó mới bình linh chi linh. Mấy farm đây cũng có ai vào xem đâu, toàn áp ca hoặc treo thôi mà phải màu mè mới chịu. Đúng rồi Nè, nè, xuống anh đây coi cũng cái phải máy sáng đắp tên cái. này nè, coi máy đắp tên này, anh coi máy đắp tên này, coi máy đắp tên này. Đây đây. Cái máy đắp tên này đây cho nghiên cứu á, đỉnh lắm À. Xịn ta. lâu. Ừ, theo thứ tự đồ luôn nè. Đủ gỗ là dừng, xong tới sách, xong đủ sách là dừng, xong tới gỗ. À, nêu quy nghiên cứu nè, chụp À, đó đó. nhức cái đầu thì chứ. Rồi, công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trời công nghiệp hóa rồi, đây bên đây thì cái máy anh muốn cái biết cái máy farm sách của em như thế nào thì anh qua bên đây thôi.
nè, cái máy doctor sách này là y chang máy doctor sách ở dưới kia của em luôn, nhưng mà cái máy của em có tích hợp mấy cái thương sugar vô nên là nó sẽ ngon hơn. Còn của Neo Quay lại ra thẳng lương nè, nên là anh sẽ nhìn thấy nó không có được gọn. Ừ, anh thấy rồi, sách bên này là ơ công năng hai máy y chang nhau mà bên kia phải như vậy đó hả? Hả, là sao anh? Cái máy này nè, bên kia cũng là máy farm sách mà đúng không? À không, bên kia là farm kệ sách. Còn à, cái máy farm sách của em là ở dưới. Ở dưới cái máy này em cho anh coi á. Nó cũng y chang cái máy này thôi, nhưng mà em tích hợp thêm cái bỏ rương sugar vô. Mình đỡ phải đi bỏ đồ nhiều lần. Hợp lý. Thế nên là on kìa. Trời ơi, ở đây server toàn là kỹ sư bác sĩ đâu. Ủa không, kỹ sư không à? Hôm trước em chở anh Ben vòng vòng em giới thiệu đó. Nó kêu là server giờ toàn các cơ khí sư luôn à. Toàn độ cơ khí không. Ừ. Tụi mình không chơi RA mà nhìn cũng chẳng khác gì RA. Nhưng mà anh có để ý không anh Bon, là server mình có một cái thú vui là rất hay hơn thua xây nhà, mà xây nhà xong đi bụi thôi. Ê, sao giống anh ta? Xây cái nhà to ơi là to lên, xong bụi hết. Anh xây xong cái anh cho người ta, cái đi ở ké người này người kia. Để cái nhà của em nè, cái dinh đông đốc bữa nói á, xây lên đâu rồi em có ở đâu, chứ ở được một ngày nào. Ôi, nay mới có dịp nhìn kỹ cái chỗ này. Ủa sao đây có cái lỗ nè? Anh biết cái chỗ này là chỗ nào không? Gì vậy? Cái này là cái nhà của Caret hồi đời thật. Nó xây giữa làng mình đó, nhưng mà phiên bản to hơn. Trời ơi. Thấy không nè, cái cây nè. Cái cây nè, xong rồi cầu thang chui lên nè, xong rồi giường bên đây. Rồi đây, bàn chế tạo nè. Kệ sách nè, xong rồi có khối cơm block đây nè anh. Ê, đâu có khối nãy này quy chế chắc luôn. Ờ, cái nó có này là quy chế, nhưng mà y chang cái nhà Caret thôi. Đúng rồi, y chang luôn. Ở dưới còn cầu thang nữa anh, mà cầu thang không lên được. Cầu thang này anh phải bay lên. Nè, quyến cầu thang nè. Cửa cũng đâu mở được, có cái lỗ chui ra thôi. Cây to, mở cửa nhỏ xíu à. Đẹp vậy. Nay mới có dịp rồi gọi là review chi tiết, chứ bình thường là chỉ bay ngang qua thôi. À, từ, anh leo nào đi, em chở anh đi, chỗ này vui lắm. Ê, cái đít nó chớp. Ừ, đúng rồi anh, cái trên cõi này đó. Anh thấy ngon được không? Thật ra đây là cái gì, giá hình đây không nè. Đây là con đốm đốm. Đốm đốm mà, cái đít nó vậy hả? Đây là đốm đốm, đúng rồi. Con ông này chỉ là chá hình thôi, chứ thật ra nó là con đốm đốm. Rồi, cái này trà trộn rồi. Trời ơi, nó vui trà trộn rồi. À, cái máy pha mía này anh thấy rồi đúng không? Thấy rồi, máy pha mía của DNA anh thấy rồi. Đúng rồi, cái bự giả mang. Anh có chị xem kỹ cái anh thiết kế tính bắt trước á, anh làm cái farm xương rồng. Ồ, vậy mà nó vô quý còn chơi anh. Chơi hả? Chơi máy này làm chậm lắm. Vậy là chưa đủ màu mè rồi. Không phải, nó không có chơi máy làm chậm, mà nó kêu là máy này dùng bít tông rét đá đỏ nhiều quá. Tốn nguyên liệu, nó vô quý là nó hít cái gì là phải gọi là nó màu mè, nhưng mà phải hiệu suất anh nè. À, cái này làm giống cái máy farm tre của Neo Quy được á, dùng cái gì đó, cái máy nó chạy qua chạy lại thu hoạch đó. Đúng rồi. Trời ơi, nên là để quá trời gương đây nè. Kiếm có kim cương không, chơm ít anh nè. Cao vàng anh che anh ơi. Đi. À, ủa anh đây nè. Ủa, sao cái thùng này nằm đây vậy? Cắt. Ê, sao giáp đi nè đẹp vậy? Đâu ra bộ giáp màu đỏ ta? Giáp da. À, giáp da hả? À, đù. À, đù. Ê, ê, được hả? Đồ. Ờ, được mà. Phải bắt trước thôi. Cái khép của anh đây nè đẹp. Và cái khép của anh là khép mua hay là khép sự kiện nhanh? Khép sự kiện. Đù. Ừ, cái khép này đợt anh có nói trên sự kiện, là nói trên group á. À, sao không thấy mọi người làm lắm. Nè, anh cũng có bộ đẹp lắm nè. Giáp xích nữa. Gì vậy anh? Đàn ông con trai mặc đồ len là sao? Đồ ren là sao anh? Điên trộm cho vậy. Ôi, anh có mấy skill cũng hay lắm á chứ. Bước vô bụi là tàn hình liền. Hay vậy? Rồi. Hả? Em có nâng cấp lên trên cái máy này. Anh bỏ đường sugar vô là nó ra sách luôn á.
À, ủa cái da bò là bây giờ ai làm vậy? Da bò Neyuki nó làm anh, da bò. Mọi người thấy cái gì? Thấy cái farm bò của Neyuki chưa? Chưa 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 chưa. Rồi. Chưa chưa đi 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 nhanh đi con. Đi 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 đi. Đây để em dẫn mọi người đi. Nghe cái farm bò của nó to lắm mà ra như mưa vậy á. Làm mặt cổng địa ngục á hả? Đúng rồi anh. À, phải treo hai À. hạt. Nó sẽ đem một hạt khác vô, nó treo ở bên đây với bên kia. À đúng rồi. À, bây giờ mọi người vô Em group đi chứ một xíu nữa để em ngồi bên địa ngục em cho mọi người qua bên kia coi. ok, tạo sao group nè. sao đi tới khúc này lát quá ta. Ơi em thì em hết lắc khúc này rồi nè, để em tạo cái group cho mọi người ha. Tạo sẵn rồi. Không, cái em với anh vậy thôi. Không tạo group open á. Ủa tạo open mà. Nếu open thì mình nói chuyện sao đâu phải nghe chứ. Mọi người Ủa ơi, là chú em sao? với cái group tạo. Alo. Alo, alo. À mọi người cứu em với cái nước tảo ở đâu vậy? Vô group của DN đi, group DN là group open á. Ô bình dạ 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 đợi em. Open là nói mọi người cũng nghe mà, đó, bấm vô là được rồi. À mọi người đi qua cầm đi ngục với mọi người đi qua cầm đi ngục với. Ok. Rồi giờ đi đâu đi Không biết luôn anh nè. Ủa, cái đi đó giờ ở đâu? Giờ qua đây rồi đi đâu ta? Đây, em đây, em đây, em đây. Đây, mọi người lên nào em. Đi 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 đi. Cái máy nó hơi bự xíu. Ôi ôi. Rồi qua đây, mọi người xuống đây, mọi người xuống đây, rồi mọi người đi qua đây. Bởi em coi em hết hồn luôn. Mọi người lên đầu em tiếp. Ê có cái leo đầu này tiện quá ta. Rồi Ừ đã rồi đỡ tốn pháo hoa. à bây rớt giờ mọi người đứng đây nha, em qua bên kia em treo. Má phải màu ok vàng mới chịu nè. Má anh thấy không, mẹ thằng này nó phải gọi là thẩm mỹ. Anh biết là nó xây cái phâm vàng ra là chỉ để làm gì thôi đó anh. Vãi Thôi bây chửi. giờ em qua đây em treo nha mọi người coi heo gớt nè. Heo gớt dữ dằn. Ôi 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 má điên rồi. Pha pha vào cổng địa ngục ấy. Cái này sao ăn thịt heo sao ăn hết được nó không? còn đang tính là cầm thịt heo để nó đi nó làm quà khuyến mãi mà mua mua đồ sắm em anh. Vãi chuẩn mẹ, vãi chưởng thiệt trời ơi. Ơi thịt heo full hết rồi. Ừ full chứ, đúng này rồi, mở thịt heo này full 5 phút là full luôn á chứ. bây giờ bỏ thịt heo luôn mà anh, vợ đâu lấy thịt heo ở đâu, vợ lấy da không à, đóng da dưới á. Vì tối nay cái farm mía đó phải có người treo thì nó mới hoạt động đó. Em một đêm tính tối nay em sẽ ngồi em treo ở đó nè để em vừa farm mía với lại vừa farm cái sách luôn. ừ một đêm mình chắc cũng được hơn nửa thùng á, đầy luôn á chứ. Hôm trước em không nghĩ tới cái việc là em sẽ dùng rương sugar đâu, nhưng mà em nhìn cái máy farm mía của anh DN phát em nghĩ ngay tới làm cái máy farm tích hợp rương sugar vô cho nó nhanh ha. Ừ nó gói, nó gói lại nó gọn á. Sau này mình Còn chế tạo nó dễ. à giờ server mình tự động hết ra nè, đó tới chỉ có đi gọt cái bàn thành bằng tay thôi. Má thích vậy. Má nhìn À farm cái heo nãy hết hồn thiệt. thằng đó đào xong chưa vậy? Cái bộ hoàn thành đó Rồi em đào đào thì xong rồi, bây giờ chỉ có xong rồi gọt ra. làm cho nó nhẵn lại thôi. Rồi hiểu rồi, hiểu Ủa rồi. mình có cần lót cái sàn ở bên dưới không xì đâu? Không cần đâu anh nè, tại vì vô hoàn thành mình lắp vô một cái là nó hết thấy rồi. Vậy hả? Chủ yếu mình gọt hai bên, mình gọt mấy cái cạnh để cho nhìn nó gọn gọn xíu thôi, để mình dễ xay, đỡ mấy thằng OCD nhìn đỡ tức. Ở trong này chắc nhiều OCD lắm á. Nhiều lắm anh. Nè, một thằng nè anh. Em xây bằng đất nó không chịu đâu, mình cào đất mình xây nhanh hơn nó không chịu đâu, mình nó phải vậy nè. Phải đẹp phải thẩm mỹ, có chỗ AFK nữa kìa ha, AFK đào cái lỗ chui vô hang là xong rồi ha, không chịu đâu đó. Cái chỗ đó là của Lee Jung Wi á. Đúng rồi đúng đúng rồi rồi anh. đó đó Ê, anh mà AFK anh vậy nè, anh vậy lẹ lắm đó. Xong. Đúng rồi, mình ám ca mình vậy không anh? Ừ, Không, trời mình lẹ. ám ca là phải vậy nè. Đó, xong. Màu mè, màu mè.
Ôi tính ra da nó ra nhanh phết nè. Trời ơi, chưa gì bốn lương đều có da hết trơn. Hôm bữa Niyui nói là cái máy farm này tới 1 tiếng tới 100 ngàn da lận mà. Ha. À, 1 tiếng 100 ngàn da chứ gần đủ làm cái bộ hành thành luôn hả? Ừ, treo cần cỡ 1 tiếng rưỡi là đủ rồi. Ok. À, ông làm gì vậy? Để cho tức chế mà. Ủa? Ác độc thiệt chứ. Nếu nó thấy nhìn cho tức tức chơi thôi chứ không gì hết. À, bây giờ để em coi coi cái vô hành thành mình còn thiếu cái mấy farm nào không. Nó có màu xanh lá không? Lên màu xanh lá. Lên xanh lá bỏ hết nè. Lên xanh lá không làm đâu. Lên xanh lá nó chia khu vực ra để ấy, là mình không có cần cái lên xanh lá này. À, đó là cái lớp ở giữa, mình bỏ cái lớp ở giữa mình xây cái thành thôi. Cái lớp ở giữa mình để cho quái xuất hiện đi. À, có cái xi măng đen nè. Xi măng đen thì đúp thôi. Xi măng đen nhưng mà xi măng đen cứng anh. Có đèn showroom, đèn cốc, ủa phải không? Shroom light nè, shroom light. À, cái shroom light đó bây giờ làm sao? Cái máy phim. Cái phim của anh đủ bị hắn. Thôi không sao đâu, cái đó để sửa lại cho rồi treo chắc 1-2 ngày là đủ. Shroom light xong rồi còn cái gì ta? Banner thì mình chế được à. Chắc sắp tới mấy cái máy pha mà em chế luôn cả cái máy tự động chế cầu thang quá. Rồi mình chế tay thì nó nhanh hơn nhưng mà mình làm cái máy tự động nó chế mình treo hơn. Trời ơi. Cầu thang. Nó nói mấy cái stair hả? Đúng rồi, cái stair á, stair. Rồi mấy cái stair đó chế bằng tay cũng nhanh lắm á. Chế bằng tay nhanh hơn nhưng mà nếu như mà mình chế bằng tay mình phải ngồi, mình đứng mình chế. Là em sẽ xây gần cái khu vực mà mình gọt á. Xong rồi cái anh em mình đi gọt treo ở đó. Xong rồi chắc qua gọt hết cái đó là nó đủ cái cầu thang cho mình luôn. À kiểu cho nó loát ra rồi. Đúng rồi anh. Đồ chứ. Auto đỡ phải chế. Xịn. Ủa còn gỗ đủ chưa? Gỗ chưa anh. Cái máy chưa đủ luôn. Gỗ là quặng nhất á. Gỗ là quặng. Gỗ tới mấy triệu lận mà. Quặng. Ôi ơi. Gỗ nó hư rồi. Trời ơi. Chắc phải đi. Tội anh đây nè, ở lâu tội anh NQH. NQH em xây mấy vòng gỗ. Trầm cảm luôn mà. Xây hai máy, vô nổ hết hai máy. Xây máy thứ ba lên nổ luôn máy thứ ba. Thanh niên trầm cảm là không muốn vô sửa luôn. người ta nói là một công sửa bằng ba công làm mà. Em nghĩ chắc là đập mẹ cái máy đó. Xong đập rồi xây máy mới đi anh nè. Xây chỗ mới. Ừ, nhiều khi vậy lại thích đó. Hôm bữa em qua bên đây nè, em tưởng đâu là gần nhà mình nhưng mà không, cách ngàn mấy lóc. Thôi để cho anh Bon ảnh ở bên nhà anh NQH anh xây lại đi, có thêm câu chuyện để nghe nữa. Chữa lành. Không, để lần này anh kêu ảnh chửi. Chửi hả? Chửi cái lo-fi cực chiêu không? Đúng rồi, chửi nào đập á. Ôi chửi nào quên tắt cái máy á. Còn này mấy farm của Kira chắc mọi người qua hết rồi. À, tức ra là anh Bon nha, hồi đợt anh em thấy anh xây mấy cái nhà này nè, nhìn nó giống nhau á, thấy nó xấu xấu nha. Giờ thì anh xây thì mấy con heo với mấy con thỏ lên, nhìn cu te hết. À, có con heo, con cừu ở bên kia kìa. Đúng rồi, cái máy mấy cái nhà này hồi đợt anh xây nó một màu á, bây giờ xây bắt đầu nó đổi mới nè. Ôi, mà em thấy có mấy cái nhà dễ thương, mấy cái nhà nấm anh. Ở đâu ta, mấy nhà nấm? Nhà nấm bên này. Đây, leo lên. Úi, thử leo lên đi cho nhanh nha. Nhà đó là nhà cá tra. Đây, mấy nhà nấm nè. Ủa, anh tính xây kính chỗ này luôn hả? Anh tính xây đâu cả ngàn căn á. Mà anh mới xây được có khoảng 90 căn thôi. Còn 900. 910. Tại sao hết hè rồi nên là anh ngừng xây rồi chứ xây này ngàn căn xây cũng đuối á. Sắp hết hè vợ hết cho chơi game rồi. Đúng vậy. Sắp tới bắt cày làm trăm ngày rồi không cho chơi mấy này nữa. tính nha học sinh thì nghỉ hè anh Bon lớn rồi, Bon đi học anh Bon cũng phải được nghỉ hè anh Bon. Không nghỉ hè bị vợ quýnh. Đi ngủ đi anh.
không có giường. Bây giờ chờ anh Bon làm cái mi game mới. Ở đây có mi game chứ không mời. Ở đây có cái thùng xịn không, đồ nguyên liệu anh xây á. Đục. Để đó thôi. Bon ơi. Anh để đó rồi. Ơi, mất hết. Không anh. Giờ em đang chờ có ai mời chơi mini game chứ bữa thấy có hai ông anh xây mini game lên khoảng có hai em đây chung chung không mời chơi. Thì anh với anh NQH đang xây mà. Tại chơi cái đó nay họ không có view nữa rồi nên là anh về bài. Ha. Mấy bạn xem nhiều mấy bạn bị chán hay sao á. Mấy tập mới hết view rồi, ban đầu 50-60 ngàn chứ giờ còn có mười mấy ngàn view à. Nên là thôi anh làm game khác luôn. Rồi cuộc đua kỳ thú đi anh. Cuộc có đang làm được cỡ 70% rồi đó. Anh cho Siro chơi đầu tiên luôn. Nhớ mời em nha. Bữa nhớ thấy nhớ. Hả? Tự nhiên cứ một vòng. Nhớ. Ủa sao có mấy mini game này mọi người chơi nhiều quá mà không thấy ai hú hé gì ta. Cái mẹ là tử thân. Đây để anh, đây mời. Một dòng sự kiện. Đây mấy con heo Siro nói đây. À, tự tử nên cho qua coi nghĩa trước không ta. Thôi khỏi đi. Tránh spoiler nè. Nói chung là chơi có 4 game thôi. Rồi mình quay về cái chỗ bức tượng này là cái chỗ cuối cùng là hết á. Đi cũng khá xa đó. Để em coi nè. Ồ xa nha. Gần đây em không có thấy cái gì luôn nè. Nó cách khoảng 1.500 block. 1.500 block. 1.500 block. Ừ. Tới lúc mình chơi mình đâu được xài cánh đâu. Ờ, chơi tháo cái cánh đó chứ anh, cuộc đua kỳ thú mà. Đúng rồi. Ủa, ở ngoài biển con nào xây máy farm gì ở ngoài biển vậy? Ngoài biển? Ở đâu vậy? Biển hướng nào? Cái máy này farm sắt của Kira nè, cái nhà Kira nè. Ủa? Kira hết á. Ờ, anh leo nổi em ra em coi nó. Cái đó hình như farm creeper hay sao á. À đúng rồi, farm thuốc súng. Farm creeper á. Ừ, đúng rồi, farm thuốc súng á. Tạo sao? Nè, bà Yami. Thì ra là Yami bà lấy mía từ máy farm anh DN. Sao bà lấy thuốc súng từ máy farm của Kira xong bà về bà bán mía. Có luôn mà. Mở công ty đàng hoàng. Trời ơi, một sắc pháo hoa này 5 kim cương. Mà không có nào mẹ làm, mẹ đi chơm không á. Làm giàu không khó. Đi chơm, xong rồi lấy thuốc súng xong không? Xong rồi đi qua nước miếng cát làm TNT. Xong bán một sắc TNT là 2 sắc kim cương. Mãi rồi. Làm giàu dễ quá ta. Làm giàu dễ quá anh Bon cho em đi làm chung quá. Cạnh tranh hả? Bán nửa giá luôn, 2 kim cương thôi. Phải giá quá anh. Ship tận nhà luôn. Dạ hôm nay qua với lại ai ta? Qua với nào đi làm nổ bơm nè. Đi cầm bơm nổ đùng 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 bữa giờ. Quay hả? Đại phát quá. Quay với Ben quá hả? Đúng rồi, Ben vừa mới bị bơm nổ chết không? Nè, anh đây nè, bị lắc anh đây nè. Ờ, sao tự nhiên nó giật giật. Thông cảm đi. Server giờ nhiều máy farm quá, nhiều máy công nghiệp hóa tự động quá. Server giờ tự động nhiều quá. Hên là server giờ có ba anh em mình đứng chung chứ đứng thẳng thẳng nha, cũng thấy mệt. Mỗi thằng đứng một máy farm thôi nè. Để nợ cài Better Third Person. À, em tắt á anh à. À. Ủa tắt nút gì vậy? Thì ra ngồi mod disable thôi chứ à, sao. Hả? Xoay chó ngầu chứ. Ê, dùng không có quen á. Ba đợi em dùng có quen đâu anh. Em vô đây em cho xoay đi em thấy thoải mái. Ừ thoải mái tự do kìa. Giờ ấy mẹ. Ê, 6:30 rồi. Ôi được rồi. Em chắc em đi vòng em đi chuẩn bị livestream đây. Mọi người xây nha. À hôm okay, nay anh livestream bên cô ấp chút xíu rồi anh mới qua chơi relay rap đó Siro. Anh Bon. Ơi. Anh nhìn em nè, anh mặc giáp cầm tô tầm vô. Hả? Anh mặc giáp cầm tô tầm vô, em cho anh coi kỹ năng mới à. Kỹ năng mới? Đúng rồi. Đây cầm tô tầm rồi. Cái gì vậy? Ôi. Ủa? Đâu có bài cao đâu. Ừ. Mà chết đúng không? À, vậy là giống mũi tên rồi, nó tính theo tốc độ đúng không? Đúng rồi, nó tính cái gia tốc anh nè, nó không có tính cái tốc độ. Nó không tính theo độ cao. Mặt đất nè. Không chứ em bay là lại mặt đất có một lóc đây nè. Em gõ em một phát kia dây bay hết sạch máu luôn mà.
Đồ, phát hiện mới. Phát hiện mới. Đâu cần nhảy cao làm gì, lấy cánh thôi là đủ chơi rồi. Phát hiện mới chị. À, hình như là em nhớ không nhầm là rơi từ trên cao xuống nó cũng gia tốc tăng theo thời gian thì phải. Đúng rồi em ơi, nhưng mà maximum nó cũng đâu có bằng mình bay đâu. Đang trời mưa nữa nè, nếu em dùng đinh ba em bay thì tốc độ nhanh lắm á. Vừa cánh vừa đinh ba rồi đổi qua cây búa gõ thì chắc tờ ơn. Trăm máu cũng chết. Em đi sửa cánh luôn đây. Đi đờ thử. Em đâu có búa luôn. Anh có cây búa đó. Ê, anh đây nè, bên em có búa, anh có nhu cầu anh mua búa thì anh liên hệ bên shop em nha. Ủa? Ok. Đó. Ủa em bán bao nhiêu cái? Em bán hả? Em bán thì chắc lấy anh đi nợ người quen, chắc em lấy 4 tắc kim cương thôi. Cái gì? Chứ nhiều. Ủa cái mày đó, kiếm cũng hơi căng đó anh. Giờ kiếm không được nữa đâu mà căng. Hả? Ừ. Trời bữa em kiếm đi. Hoài không ra. Thôi được rồi, để đi farm kim cương. Cái mày đó là nhân phẩm anh ạ, à. Hên quá trong server này em nhân phẩm cao, em roll một phát một ra hình như là 12 cây cái lỗi may á. Em đang giữ 12 cái lỗi may nè. Trời ơi. Quái trưởng. Quá lạm phát, hàng gì mấy anh em đi tìm đỏ mắt không có. May mắn trong server có nhiều siro đớp hết rồi. Ừ. Trời ơi. À cái cuốn Winbird đúng rồi, như là bên trong server này tại đang chỉ có đúng 3 cây may của Winbird 3 thôi, là của em Kuro với lại của Nezuki. Ừ anh cũng là Winbird 2. Còn lại Winbird 2 hết trơn à. Winbird nó tìm khó lắm á, nó y như cái may gì á. Khó hơn cái may. Nó khó hơn may anh à, khó hơn may. Ừ thấy tìm bữa tìm được cái cuốn 1 mà. Bữa anh tìm được một cuốn một mà anh tìm được thêm hai cái lỗi mà chỉ có mờ một cuốn Winbird thôi. À, nếu anh đây nè có nhu cầu thì bên em có bán chìa khóa để mở luôn luôn nha. Không chìa khóa thì anh nhiều lắm nhưng mà nhân phẩm này không có. Rồi đây nè xây máy farm xong rồi anh nghĩ em đi cày đồ để mua đi. Thôi tí nữa em sẽ xuống dưới cái lỗ đó em vét kim cương rồi nè. Ok. Hợp lý chứ. À mấy bữa nay em nổ cái lỗ đó em đâu để kim cương đâu, tôi hỏi em nhiều kim cương quá rồi mà thấy anh Bon lâu lâu cái kim cương đứng lại vét cái xong bị nổ trời ơi.